Chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ làm một cái video là độ cặp micro la kéo cho cái âm ly. Thì như các bạn đã biết thì cái âm ly mình muốn sử dụng micro thì mình bắt buộc mình phải có cái đầu thu micro đó, hoặc là micro có dây. Thì ở đây hôm nay mình sẽ làm một cái clip là chế cái cặp mic của la kéo này vào trong cái âm ly luôn, và mình không có cần mà mua cái đầu thu làm cái gì. Thì đầu tiên mình sẽ chuẩn bị một cái nguồn nha. Cái nguồn này là cái nguồn hạ áp là từ 6V đến 36V DC xuống còn giảm xuống còn 5V. Đó, nếu các bạn không có nguồn hạ áp thì các bạn có thể là sử dụng cái điện 220 đi vào cái cốc sạc điện thoại. Sau đó các bạn lấy nguồn 5V từ cái cốc sạc đó đi ra nha. Ở đây mình lấy cái dây sạc nè. Đó, mình lấy cái đầu mà sử dụng cái cổng USB á. Thì nó ra 4 dây thì mình bỏ 2 dây kia đi, mình chỉ lấy lại là dây đen và dây đỏ thôi. Dây đỏ là dương là cộng và dây đen là âm là trừ. Đó, thì các bạn để ý đây, thì trong cái âm ly thường nó sẽ là có bo mic, nó nhiều bo mic. Mình chọn một cái bo mic thôi. Và các bạn để ý cái đường mấy dây điện vào cái bo mic đó đó thì nó sẽ có một cái nguồn. Thì cái nguồn 14,5 V đôi. Bây giờ thì mình tiến hành tháo cái bo mic này ra và tìm cái nguồn để hàn vào cái bo mic. Đó, thì cái bo mic cần hoạt động thì nó phải có nguồn. Cũng như cái bo mic này thì nguồn của nó là 14,5 V đôi. Thì bây giờ các bạn tháo cái bo ra, các bạn lật ngược ở dưới á. Có bo thì người ta sẽ để cái nguồn để số luôn. Còn cái bo này nó không có thì mình phải dùng cái đồng hồ mình đo nha. Mình xác định được một cộng mát có nghĩa là âm nè. Đó, cái bên phải này là dương nè. Đó, các bạn đo lên 14 đến 15V là được. Nói chung là từ 0 tới 36 là cái mạch nó đã chạy ok. Đó. Đó thì bây giờ mình tiến hành là hàn hai sợi dây vào cái nguồn 14,5V. Các bạn lấy dây đen á thì các bạn hàn vào 0V, và dây đỏ thì các bạn hàn vào cộng 14,5V. Đây, đây là cái mạch hạ áp của nó đây. Từ 0 tới 36V xuống còn 5V đây, mình sẽ hàn vào. Đó, dây đen mình hàn vào 0V nha. Là cái chân mát á, là mát chung hết á, toàn cái bo mạch á, toàn cái âm ly luôn á. Dây màu đỏ thì các bạn hàn bên cộng 14,5V. Nói chung là nó trên lệch mấy volt không sao nha. Rồi, bây giờ mình tiến hành hành hàng dây đỏ vào luôn. Là ok, là coi như lúc này là lát nữa mình mở điện lên thì nguồn sẽ đi vào cái bo mạch hạ áp này. Và mình dùng cái cổng USB mình cắm vào cái bo hạ áp này. Nó sẽ đi ra 5V. Bây giờ mình sẽ dùng cái đồng hồ mình đo cái nguồn đi ra cho các bạn xem luôn. Thường thường cái bo mạch la kéo á, nó sử dụng cái nguồn 5V đến 9V. Đó, như trong cái bo hồi nãy á, người ta để là cộng 8V. Nhưng mà cái nguồn 5V này mình vẫn xài được ok nha. Tại vì mình đã xài rồi và rất là nhiều rồi. Đó, đa số là trong mấy cái mạch mà loa kéo thì người ta sẽ ra 5V thôi. Thì cái bo đó vẫn sử dụng tốt. Các bạn không được lấy 12V nha. Đây, mình đã đo ra được 5V nè, 5V mấy nè, là ok rồi. Đây, đây là việc tiếp theo là mình sẽ hàn cái nguồn này vào cái bo. Thì các bạn để ý cái đường AU1 này nè, là cái đường tín hiệu ra. KC thì mình bỏ đi, mình không có để ý tới. Còn cộng 8V á, có nghĩa là cái đường nguồn đi vô á, thì các bạn hàn vào cái dây đỏ của cái USB đi ra á. Và GND là cái chân mát. Chân mát thì mình hàn vào dây đen. Rồi, mình dò cái đường dây nha. Thì cái dây trắng này là dây tín hiệu nè. Đó, bây giờ mình sẽ cắt cái dây này ra làm đôi luôn. Mình chỉ lấy một đoạn thôi.
Đó, dây thứ nhất là tín hiệu, dây thứ hai là dây màu đỏ các bạn bỏ đi. Dây thứ ba là dây cộng 8V thì mình sẽ hàn vào cái cổng USB là 5V đó. Vẫn xài tốt nha. Nói chung là 5 tới 9V là xài ok. Còn cái dây thứ tư là dây GND là cái chân mát. Dây đen mình sẽ hàn vào dây đen của cái nguồn đi vô á. Thì mình lấy mắt từ cái bo mạch đó ra thì bây giờ mình sẽ đấu mắt chung với cái bo này luôn. Còn nếu mà các bạn dùng cái nguồn rời á, cái nguồn giống như cục sạc điện thoại á, thì các bạn phải hàn cái sợi dây mát này vào cái chân mát, cái chân mát ở trên bo mạch luôn nha. Đó, đây thì có ba nấc này nè, nấc thứ nhất, nấc thứ hai là mát, còn nấc thứ ba là cái tín hiệu vô. Bây giờ mình sẽ cắm cái rắc 6.5 này vô, mình đo cho các bạn xem luôn. Đó, thì cái dây tín hiệu vô á là các bạn đo ở chân thứ ba nè, mình đo lên cho các bạn xem luôn nè. Đó, nó thông mạch đó. Còn cái chân thứ nhất và chân thứ hai á là dây mát nha. Đó, mình đo cái dây mát này nó thông mạch nè. Nếu các bạn lấy nguồn rời á thì các bạn hàn mát này vô nha. Ở đây mình lấy nguồn từ trong cái bo này luôn, thì mình không có cần hàn dây mát, tại dây mát nó đi chung với dây đen đó rồi, đi chung với cái nguồn rồi, mình chỉ đưa một dây tín hiệu vô là được. Đó, mình sẽ hàn cái dây out ra vào cái đường tín hiệu cái ngay chỗ mà cắm cái rắc 6.5 đó, mình sẽ hàn vào. Đó, thì vừa rồi mình có test thử âm thanh cho các bạn nghe luôn đó, rất là hay. Thì ở đây mình làm mô hình, mình lót cái tờ giấy này mình để cho nó khỏi chạm vào trong cái biến áp nha, hoặc là nó chạm vào mấy cái linh kiện khác. Khi mà các bạn mà ráp mà đổ để mình xài luôn á thì mình bố trí sao cho nó gọn nha. Đây, tại vì mình làm mô hình đó, mình chia sẻ cách làm cho các bạn nên mình chỉ làm bên ngoài như thế này thôi. Còn nếu mà các bạn làm xài á thì các bạn nhét cái bo mic vô và đai cái bo bo mic á cho nó cố định lại luôn. Rồi, video của mình xin kết thúc tại đây nha. Mình chúc các anh em thành công nha. Mọi người nhớ like và chia sẻ video của mình cho mọi người cùng xem. Đây, xin chào và hẹn gặp lại trong các video sau nha.